Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Thank you.
toàn thế giới đồng thanh ca ngợi Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thì hiện ta bà. Ngày 8 tháng 4 là ngày khai quang vũ trụ, chuyển hình hài sao chuyển máy hiển vi, nhân chính mùi quả tích tụ lưu ly uyên nghiêm suốt cõi vô cùng linh cảm. Trăng thai sinh trưởng của vô cùng viên mạng mà trên điện đài bóng đã hiện hiện cao siêu, tuy nghi hơn linh khí trời cao mà hiện nhiều hơn mắt từ hướng lệ. Mầm bất diệt đã có sẵn từ vô thị và còn hơn bất diệt của vô tung. Gió hỏi mấy của chiếu thịt thái chắc vườn tỉ ni sau hiện hình tái mắt. Hoa kẹp nét củi chim băng tinh túy, chim nín hơi thở cầu lịch nhiều cầm ca. Chúng sinh trung thấp quả ta bà lặng tai nghe mở đầu câu đạo hành. Lúc trầm hương con nét mình tỉnh cần, ngước mắt thành vòi vòi đến ngài xem. Con nguyện cầu, con sờ lòng dậy chút, con cảm thấy xác hồn sâu bụng dài. Đà Lạt lòng từ bao giờ vàng đài, trong vùng về, trong tiêu hành, trong cuồng điên, trong si mê, trong lầm lạc, trong ưu phiền, trong một lần của vô cùng xa đọa, mà tội lỗi phải ghi bằng cỏ lá. Bật nhớ đã đến tội sông hồ, mộng mị vẫn còn trong mộng mị, khóc than vẫn còn mãi bơ vơ. Kính lại đến tối cao hùng vị, ảnh thiêng liêng soi sáng khắp cõi vô minh, ban thể độ cho chúng con tạm ơn phước cái xác hồn tinh khiết, mắt hết đuôi, tai hết biết, sắc thanh hương khỏi ám ảnh mê man. Muôn kiếp sinh linh giật mình tình mộng, lời Nam Mô sẵn hối bút ngào, tiếng chung anh sống để dạt vào bất diệt bộ lên bờ để giác. Người đau khổ thấy lối về an lạc, người si mê ánh sáng rồi tâm tư, người giang hoa hiện sắc mặt nhân từ, mặt độc ác cũng lên khuôn bồ tát. Cõi thế gian thấm nhuần ơn siêu Phật, thân bình ca trong tiếng mò tiếng chuông. Mặt trời chiều hôm nay quạt áo tu hành, Nam Mô Lông Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ à, thì hiện đại sanh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật các đại chứng minh. Thế thân đã quá mặt
Oh.
Viên quang bồ diệu thập phương hỷ dạ từ bi giới tụ tung thường chúng đạo Phật sáng hết pháp môn ngày càng tỏa rạng gió hòa mưa thuận đất nước bình an khắp nơi thành thị nông thôn mọi giới biết nói theo đường tu tập thiên nhiên bảo vệ đóng lành xã hội ấm no bình đẳng cảnh quyền thiên trơn địa thánh thị địa phương hiền cường chi phí đường chữ viên phóng luân biệt tế vô biên huyền tạo hữu tử linh kỳ cái la thiên hà tử duy bao quát thập phương hiền thánh phi đằng văn phù ứng phủ lai âm hùng tịnh quang giám tịnh thất phổ hiền nhân về cung hồ khánh đáng thể tôn xuất hiện hai vật lịch 2566 vì huyền tam bảo thì từ phỏng quang chứng minh ra hồ chư đệ từ chúng con chiều hôm nay nhân tội nhân xá đa dị tội kỳ sinh nhân phước nhân tăng cá dị mong kỳ huệ quyền kiến sinh thiền năng chi tăng trường kỳ lai thể chi phúc quả đoàn viên thân cần tam bảo vĩnh mong thọ kỳ tâm siêu hòa dương thành pháp giới chúng sanh đồng